Ok, có lẽ anh em tranh thủ nghỉ trưa nên làm tiếp con quanh mau ghép. Lần này tôi sẽ đánh con boss 2. Hồi tối thì cũng cày chứ rồi. Cày cũng hơi bị nhiều đó. Nói chung là với đánh gần mát hết này. Thì sau này qua con boss 2 thì nó vả cho một cái thì đi luôn. Nên rất là cay cú nha. Bây giờ thì tiếp mục trả thù. Trả thù không được thì tôi không có đăng video rồi đâu. Tôi yểm yểm nó luôn. Ok, bắt đầu chơi số 8 tiếp tục. Số đây là number level á. Ai đây, ai đây? Anh xin tiền mình vậy? Có tiền là lấy ông Vinh. À bây giờ á, hôm qua thì tôi đã đánh con chuột rồi. Mình có thể nhận mấy cái nhiệm vụ trên cái bảng nào để đi bêm nó. Đây. Hoàng gia phân tích học diệt muộn. Hoàng gia Necrovoid dược và bài kiểm tra. Thì tôi cũng mở được cái map mới rồi. Rồi cũng mở thêm một số nhân vật mới nè. Ông này thì gặp ở đó hoài cũng về luôn nè. Khá là nhiều luôn. Đây. Với là mở được một cái cửa hàng mới. Cửa hàng ông này ông sẽ bán mấy cái vật phẩm. Bán mấy cái vật phẩm thì tôi cũng mua tôi đeo rồi. Đây, giờ tiếp tục đi cái chuyến hành trình chúng ta thôi. Sang được map 2 nè. Thì theo cái này chắc 4 map. Xong 4 map thì chuyển qua cái chế độ gọi là rạn nứt. Chắc mình đánh xong thì mình có thể dắt ông này về á. Ông cứ ngồi đây hoài luôn. Hôm qua cũng nói chuyện với ông rồi. Con vô bắp. Cái này là nó tạo hai cái khiên. Nó đỡ được toàn bộ sát thương trong hai tuần luôn. Rất là nguy hiểm á. Con này thì đánh 11 đam thì mình chỉ cần một lá thủ thôi chứ. Nó sắp trở nên bất khả chiến bại rồi, nên chả làm gì được nó đâu. Chí mạng không? Không. Không chí mạng. Nó hồi 32 máu hả? Tốt nhất đừng để nó đẻ trứng. Rồi ok, nhanh gọn lẹ. Một thẻ ngẫu nhiên trong tay cộng 16 khi bắt đầu cuộc chiến. Khá là mạnh đó nha. Đá nhanh nè, vàng vàng, vừa đi cái đường nào. Đi đường dưới mình được đánh boss 2 lần. Đi đường trên mình cũng được đánh boss. Đi dưới đây, đi dưới cái tam giác này á, mình được cái cầu nguyện. Đây nè. Đây lá này, 51 đam. 51 đam hiện tại với tôi bây giờ thì nó không có to đâu. Sóc ở đây là mình gây chón hay gì đó, tôi không biết nữa. Đoán vậy thôi, thực ra lá này thì nó cũng cùi lắm, có 5 giáp à. Ba con luôn, ba con chuột. Nó sẽ đâm mình 16 đam mà không thấy đỡ được luôn nè. Mới vô nó đâm mình 12 đam hả ta? Không có chón nữa. Nữa.
mình đấm nó thì nó chết luôn không? 63 à, không đủ đam. Chấp nhận mất 12 máu thôi. Tuần sau là con này nó tự chết à. Cái khiên này á là qua tuần sau mình vẫn còn được cái áo giáp. Nhưng mà con này nó đánh thẳng vô giáp nên để dành cho tuần sau thôi. Ok, mất chỉ khoảng 18 máu, không đáng kể cho lắm. Đó, cái kiên trì đó là cái hồi nãy tôi boost lên là để giữ cái giáp qua tuần sau. Còn gì đây? Cúp 3 cai cai quay. Nó tìm 4 chất độc vô mình. Có khả năng là nó sẽ boost cho con này rồi. Cái giáp của mình không đỡ được độc nha. Nó đánh 32 đam vô mình. Khủng cái nữa đi. Cái này loại bỏ sự tăng cường chứ không có bỏ được cái giáp của nó hết ta, không bỏ được mấy cái bút của nó. Mười một độc thì giao sao con này thử chết rồi, con này nó sẽ đánh mình một cái. Cho con này ra sao, tí nữa mình quất con này luôn. Mình vẫn còn một điểm mà vết thương nữa ta. Đây là cái lá này. Nó đang bất khả chiến bại à. Buộc phải xài để mình gọi cái ulti ra. Là xài cái này đánh vô con ngoài sau. Tuần sau con ngoài sau nó giật độc chết. Mình được thêm cái kiên trì nữa lên không mất cái siêu đó. Bây giờ thì cứ nã độc vô nó thôi. Chí mạng luôn. Phải giữ máu mới được. Nó chỉ có 10 đam thôi, mỗi lần xài thì nó lên mỗi 5 đam nữa là 15 đam hả? Thực ra cũng ngon, không xiên giáp mà 5 đam. Mình đánh tay cái lá kia thì 20 rồi, phải xài lá này 2 lần. Thôi, không lấy đâu. Không lấy. Đây, lấy lá này để bù một tí máu. Tại gao này khả năng mình dùng cái buffet của mình đó, cái ulti á, thì còn hồi được 10 máu. Để đánh 6 đam xuyên giáp nữa nè.
bút bất tử luôn trời, tôi tính gạt nó. 48 máu, 48 công. Không có bỏ được cái bất tử này của nó. Trời, nó bút toàn bộ 25 thủ luôn. Trời ơi khủng khiếp. Biết gì nãy lấy lá kia rồi. Mất 5 máu nữa chứ. Trời, con này nó không chết. Thôi, giờ mình gài con này bằng cái đòn perfect. Hồi được 10 máu, không đáng kể là bao nhiêu chứ. Cái campfire nó chỉ hồi cho mình có 30% lượng máu thôi. Lấy cái này để tránh bị độc nè. Lấy cái thẻ này thì mình mất thứ 8 điểm lận, là còn có là 38 điểm à. 38 điểm thì không đủ nâng cấp cái nào cả. Ba lượt rút thêm một thẻ thì nó vẫn khá là ngon. Mình có thể là control bài nó tốt hơn. Còn cái này cộng 11 đam. Cộng 16 lên cộng 19 thì cũng không bao nhiêu cả. Có đổi thì sẽ đổi cái dưới cùng. Rồi đi thôi, không cái nào. Tại vì cái nào nó cũng cùi với anh. Làm Negomancer nè, mấy quỷ chịu hồi nè. Chiêu đầu tiên của nó là chịu hồi, thì tí nữa mình xài cái lá này sau. Mình cứ tìm độc nhiều người nó đã. Nó lại chịu hồi chứ nó không đánh. Sáu độc thì gao này 6, gao sau 5 là nó tự chết rồi. Nên mình bê mạng ngoài sau thôi. Giao sau thì hai thằng này tự chết, mình chả cần làm gì cả. Tốt nhất vẫn là giết con địch.
ba đọc tất cả kẻ thù nếu mình xài hết tất cả các bài trên tay luôn. Không ngon. Có ba đọc và trả bao nhiêu cả. Đi đường dưới. Đi đường dưới để làm cái quét này. Làm mấy cái quét là tiền nhiều lắm. Tuần đầu đánh 32 đam, 6 đam xuyên giáp nữa nhé. Mười tám mình mất 20 máu luôn á, mất 10 máu luôn á. Cái này chỉ bỏ là cái boost thôi chứ không bỏ được debuff là tôi sai rồi. Hai đam nè, thốn nè. Máu kiểu thế lắm. Chưa dùng nó để kết thúc luôn cái game này được. Con này chuẩn bị hồi máu rất là nhiều nữa. Kết thúc bằng perfect được rồi. Bút chơi thủ hơi uổng nhưng mà chả sao, an toàn là bạn. Pha nãy tính toán sai rồi. Độc chết còn hai máu. Không, không có bài thần thánh nữa hết. Xin chào. Bạn đã đến với một cái tờ rơi ở cái quảng trường Cardia. Nhưng bạn chỉ là một đứa trẻ. Tôi đoán thì bạn, tôi cho rằng bạn không phải tồi tệ như vậy để làm cho nó đến nay. Là sao? Bài test này sẽ chờ đợi bạn ở trong cái hang đó. Bạn đánh bại con quái vật mà ngay cả cho phép cũng không dám đến gần. Thế nào? Không, người ta không có cần ông giúp đâu. Anh em nhìn cái ông này giống hệt The Witcher luôn nè, thấy không? Đó, đeo cái dây chuyền là con mắt có cái sẹo, là đeo cái kiếm bạc ngoài sau đó. Với cái kiếm thứ hai nữa nè. Tên là Gregor luôn nè, thấy không? Mấy anh Trung Hoa thì chuyên gia sao chép mấy cái vấn đề nè. Mang cho tôi bằng chứng về chiến thắng của bạn như một chiếc găng nanh hoặc một cái lớp vải. Chúc may mắn. Mũi. Ông chóng mắt mà xem tôi nào. Thanh niên này nằm tư thế là ngon nghẻo quá thật. Vẫn là rất là hưởng thụ đó. Con này cũng có trong The Witcher luôn. Không có bỏ được hả? Không có đi bút nó được rồi. Con này là không đi bút nó được luôn. Chắc là không trốn nó được đâu.
42 bức tường, 42 đam đó chứ. Không bị độc, nó cũng không bị mà chó. Chơi gì bá đạo với gì trời. Đi ra. Đi nhận cái quest này mệt mỏi nha. Bốn điểm, 1 2 3 4 là đủ luôn. Phù ti lưu tinh vẫn thành ngồi gao sao mày hẹo rồi khỏi nói nhiều nữa. Tôi đang ở đâu à? Thằng này nó là bị quá sói thôi. Sao lại có con bỏ chét trên tóc tôi? Bạn đã đánh thức thôi, công chúa ngủ trong rừng à. Cái này nó nhảy theo một câu chuyện trong The Witcher luôn. Anh em nào chơi con Witcher thì chắc biết cái quest này. Nó sẽ bui cái bộ bài dựa trên cái thẻ vết thương mà tôi chẳng có cái đó, nên tốt nhất là bỏ qua đi. Bên này còn cái lồng đang giấu nữa nè. Con thú khát máu trong hang động thực chất là một con người biến thành vua. Hình như cái trong cái phim The Witcher cũng có cái đó nữa. Tôi nhớ trong phim như cũng có cái cảnh nãy nè, chứ không phải là chỉ trong game mỗi thôi. Môn đệ à. Tiền 1.000. Ối à, 1.000 tiền anh ơi. 989 à. Bây giờ đi ở trên thì mình được đánh hai con vàng. Đi đi trên. Không cho nó chịu hồi. Gán gạt nó luôn, gạt nó nhanh thiệt nhanh. Tí nữa mình gọi lưu tinh vẫn thật là nó chết à. Cái này để tuần sau đi. Không xài luôn bây giờ. Máu nó sẽ tụt xuống. Giục máu, nó giục độc chỉ có 13 thôi, không sao. Mình sẽ giết nó sau cái đó. Đây, phải dùng cái perfect đánh bại nó đó.
Đây, đơn giản. Hồi được 10 máu, mất lại 12 máu. Không, lượt thứ 5 thì có khi nào mà tới đó đâu. Thường là 3 lượt là xong rồi. Giờ gì ngon nghẻ đi ơi. Không có thẻ tăng hả? Trời ơi, mình không có đem cái bộ thẻ boost gì đây. Nó lại chiêu hồi, con này nó sẽ bơm 4 độc cho mình, không thấy đỡ được. Tuần sau thì mình gạt con ngoài sau luôn. Nó có cái này nên nó không bị debuff, rất là khó chịu luôn á. 30 máu, 30 công luôn hả? Nó cũng không bị choáng nữa. Lại boost thêm 2 cái nữa rồi. Boost cho con về sau luôn đó chứ. Khủng nạn thiệt. Rồi mình méo có thẻ thủ rồi luôn này. Nó đánh pha này 30 máu à, đúng thốn luôn á. Ây da, 20. Ây da, mất 70% máu. Ủa? Lấy giáp đi, lấy giáp cũng là một cách đỡ máu, khá là hiệu quả. Xúc tác là sao? Không. Nó chơi Necromancer là mấy con quỷ triệu hồi từ địa ngục đó, nhưng là nó bút cái bảo vệ thần thánh. Thấy vô lý không? Đó, mới vô nó bút 3 cái nè. Nó đi bút vô lá này, vớ vẩn thiệt. Đâu không phải à. Mất thêm 6 máu nữa hả trời. Không, dùng lá này phá hai cái giáp nó được. Đó, phá được hai cái giáp đó. Không chết luôn hả?
đánh xuyên giáp nữa, mất nửa cây máu rồi đó, nguy hiểm quá. Cái lá này để control bài rất là tốt. Tám giáp khi bắt đầu lượt thì nó có ngon không ta? Rồi, ít ra không đỡ được nhiều thì cũng đỡ được ít. Rồi, lấy bài. Chết rồi, ít máu quá. Hết máu rồi mấy đại ca ơi, con vái gì bự vậy nè, kiếm gãy cầm kunai nữa chứ, bị kiếm đâm trong người nữa. Nó sẽ boost 5 cái boost này lên, không có lá chón rồi, có cái lá này. Hai mươi lăm siêu chả thấm nhiều đâu. Tai màu con này nó chỉ trâu thôi, kiểu như nó giới thiệu cái con đó cho mình, rồi tí nữa nó sẽ gọi ra một bài mấy con đó cho mình biết cái kêu nó như thế nào. Cái này là gì đó, vòng trống thì tôi không muốn đi đâu. Đi dưới được đánh con vàng nè, đi trên cũng được đánh con vàng á. Nhưng mà chắc lấy gương đi. Hồi nãy mình nâng là nâng hết điểm rồi. Trời ơi, mới vô nó đẩy cho mình 7 độc rồi. Nó cho mình một cái thẻ chữa thương thôi, không sao cả. Mình sẽ dùng lá này, bỏ cái thẻ chữa thương đi. Kiếm một lá công nữa. Đây. Nó thêm một cái thẻ vết thương vô, vậy nó.
Ủa? Ba bền bỉ rất là ngon đó nha, cực kỳ ngon luôn. Tại vì mình có thể chủ động mình tính toán được mấy cái tool mình boost giáp. Tôi không tin về nhân phẩm đâu. Đi nó ra giáp phó vô lót rồi, tính đâu ra giáp phó chứ. Cái méo gì đây? 300 đam, 300 máu. Nó sẽ nổ ra bao nhiêu lần? Ba tôi thì không có xài kịp lá này đâu. Ba tôi thì 8, 7, 6, 15, 21. 21 thì vẫn cao hơn lá này một điểm. Rồi chết tôi rồi, không biết nó nổ bao nhiêu đam nữa á. Thì là bút thủ thì cho nó nổ thôi chứ công bây giờ mình không đủ rồi. Bình tĩnh anh ơi, có chón không? Có chón nè, có chón thì tuần sau có thể là mình đỡ được nó. Tuần sau mình đập đá này được. Rồi mày chết với tao. Không có lá chón là bay màu thiệt luôn á. Thịt ngồi. Đi lấy kho báu mà đúng khổ ải. Ủa? Hồi nãy mình cầm cái dạng này rồi mà. Không lẽ nãy tôi chọn đâu tầm 7 nó rớt lại. Có khi gì à? Bây giờ phải gán giữ máu mới đánh boss được. Mẹ mới vô bút năm thần khiết nữa chứ. Thôi rồi ơi, bấm tầm 7 rồi, xài lá này trước mới đúng. Đem cái này theo đúng là vô ích luôn. Dạ, ai da. Chọn nó trước.
nó bị chó thì tôn sao làm gì cũng thắng. Sói hú đâu đây, bye bye. Cái này cũng ngon. Mình chơi hết bài trên tay. Mình không có thẻ vết thương nào cả. Cái lá này khá là khó nha. Chỉ đánh xiên giáp thôi, nhưng mà xiên giáp thì thà xài độc phần hơn. Ghé giữ máu tí nữa cái campfire rồi, bây giờ còn nửa cây máu à. Giới kỳ cụ chiến binh mẹ năm từng khiết hai cái khiên. Đó, được 5 điểm này, thủ 62 rồi. Nó boost gì cho nó boost đi. Điểm này theo đúng vô nghĩa luôn. Tôi cứ tưởng là nó xóa được mấy cái điểm, mấy cái boost này không à. Nó ra là nó vô dụng. Như nãy lấy cái này được cộng 7 máu nữa. Tụi này thì mình gạt nó luôn. Cũng không mất nhiều máu cho lắm. Hồi máu đợt cuối đi rồi, 133 máu đủ đến boss rồi không biết nữa. Bây giờ thì cộng HP là vô nghĩa rồi, chả có lý nghĩa gì ở đây nữa. Hồi tối nó giả tôi cái 100 đam. Tôi rất là cay cú cho tới bây giờ luôn. Trưa nay phải trả thù được. Nó đánh 30 máu mà mình không có thủ ở gì.
Ây da, 40 đam hả? Mình sẽ phá cái thần khiết của nó rồi gây chón. Và kéo được một tool nữa. Tool sau không cần biết nó làm gì, 40 đam. Mình sẽ xài ulti. Ba điểm này buộc phải xài hết mới gọi được cái ulti. Máu nữa 600 lần khủng khiếp. Ây da, còn 80 máu, 14 đam xiên giáp nữa. Ây da, 66 máu hả? Nó chuẩn bị boost 4 cái rồi, mình chưa có cái lá thủ nào hết. Nó mất hết độc rồi. Mày hả con? Đuôi ti mày xong đi game. Phá đảo mày hai. Thù này đã được trả. Này thì vô gích. Mày chạy á, mày chạy á. Phân lên kinh. Quỷ vua thất thủ. Mình lấy được cái mảnh quy hiệu thứ hai nè. Ủa không lụm độ hả? Này có loot được cái gì nữa không? Cái thông Noel nè, đúng ngày mùa Noel luôn. Bam. À đâu phải, con gì mà. Ba ba yoga. Có vẻ là tôi đã gây bất ngờ cho bạn. Trông bạn không có vẻ dũng cảm như một nhà thám hiểm chân thực. Tôi là Ba Ba Yoga, rất vui được gặp Oppo. Bạn sẽ tự hỏi làm thế nào mà tôi biết tên của bạn. Thằng đếp nó nói thôi. Nhờ ngoại cảm á, à cái này là cái quả cầu nè. Tôi biết bạn đã đến bại cho phép Laser Benedict. Đó là nơi mà bạn phải đến. Rồi, ok, hết giờ giới thiệu rồi. Sorry, xin lỗi gì quá về dòng. Không dễ dàng khi tôi bị theo dõi, ai theo dõi mà nhờ ngoại cảm này. Cái gì đây, cái gì đây? Ai đó nhập hồn vô con này đang nói chuyện với mình. Khả năng là cái gì tinh tú đầu tiên á, lúc mà cái đầu đoạn đầu game vô hôm qua tôi chơi ở cái K1 á. Đây không phải là thế giới của bạn mà không phải tìm lối thoát. Đang trong thế giới trò chơi mà, có ra thế giới thật hả? Trong 4 chương mở màn mình mới được vô cái phần rạn nứt. Người phụ nữ đó không biết gì, nhưng tôi thì biết bạn. Tôi biết những gì bạn đang mơ, ngôi nhà, bạn bè và cuộc sống yên bình.
mình đang sống trong một thế giới ảo gọi là cái Cadia này. Thì bây giờ mình đang tìm cái mối rạn nứt ở đó, cái rạn nứt trong cái thế giới này để tìm ra thế giới thật, theo cái lời cái con chữ vàng nãy nói. Còn cái con chữ xanh này thì không tin, nó giống như trong thế giới ma trận vậy đó. Đó, nó giống viên thuốc xanh với viên thuốc đỏ trong ma trận thôi, y hệt vậy luôn. Đúng là game của anh Trung Hoa thì ăn cắp hết hầu hết cái luôn, nên nhìn vô cái là biết cái kết game nó làm sao luôn mà. Cô ấy chưa bao giờ báo cho tôi biết về cái kỹ năng đối thoại đó. Rồi, xong việc rồi, về thôi. Mình là thằng từ thế giới khác vô cái thế giới trò chơi này đi cứu nó thôi. Rồi, mong muốn làm anh hùng. Bây giờ đi gái gần cả ngàn điểm rồi, nên rất là dư dả và thoải mái luôn. Ba vạch. Cái lá này không ngon cho lắm. Để nâng cấp nó lên coi làm sao đã. Cái gì kinh gì? Mình đã lấy được cái vạch thứ ba trở về nè. Đó. Còn cái vạch thứ tư là cái màn 4. Thì xong màn 4 chắc là mở được cái cổng thứ năm ở cái chỗ trống trống như này nè. Lại một cái cổ ngữ khác, tốt lắm Oppo. Công việc khó khăn của bạn đã được đền đáp. Chỉ một cái cổ ngữ nữa thôi nó sẽ được sửa chữa thành công. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là bạn sẽ mang ba ba Jaga đến cho chúng tôi, là cái con mà nhà ngoại cảm này nè. Tôi cũng không nhớ bạn đâu Gia. Một số người rất lo cho mày. Rất. Không phải chuyện của bạn đó, mà nó dịch cái Google dịch tầm 7 đó. Tôi đã đủ tuổi để đi bất cứ nơi nào tôi muốn. Nhìn lo ly ha. Không phải chúng ta vấn đề không phải là độ tuổi của bạn, người ta lo lắng cho bạn thôi. Cái câu này có ý nghĩa gì không? Có khả năng con này nó biết sau này mình sẽ mở được cái cổng đi chu du thế giới đó. Đó. Đó, nó nói đúng luôn cái ý tôi mới nghĩ nãy nè. Sau khi mình sửa chữa cái cổng này thì sẽ kết nối được nhiều thế giới hơn, là có vấn đề nó phát sinh nhiều hơn. Bình tĩnh, tôi đang thấy có gì đó đang đến. Tôi nhìn thấy cây, rất là nhiều cây. Vậy là map 4 của mình có khi vô gần á. Để tôi coi nãy giờ chơi được bao lâu rồi. Gần 1 tiếng rồi đó hả trời. Xong cái đoạn đối thoại này thì nghỉ. Làm thôi. Chỉ có một nơi mà có bất cái sinh vật lang thang ở đâu, tộc eo phải không, khu rừng à? Khu rừng ven thổ, khu rừng ánh sáng. Nè, mình xong hai cái nhiệm vụ luôn nè, rồi tới cái map đó chơi nhiệm vụ thứ ba. Ủa, xin tiền á? Xin như cũ, có tiền. Không cho được hết ta. Tiện mình bây giờ nhiều lắm. Cụ này cũng nhập đồ mới vậy nè. Wow. Võ giáp kẻ thù đầu tiên. Trừ một quát cu. Thần khiết cộng một. Rút 3 thẻ. Rút 3 thẻ rất là ngon nha.
Nhưng mà chùa một ba cu này cũng ngon á. Cái này rút ba thẻ nó tới 6 lượt mới cung đâu rồi. Nói chung bây giờ nó rẻ bèo à. Mua hết đi. Mua sạch kho cụ luôn. Cháu là giàu lắm nên cháu mới ủng hộ cụ đó. Chứ ngoài đời là cháu đối gắt đó mày. Ê, nhà của cái con nãy nè, con ba ba da ga nè. Tí nữa ghé đây sao? Qua đây mua bài nâng bài cái đó. Mình nâng lên nó lên 15 điểm. Nâng phát nữa nó 26 điểm. Cái lá này đi bôi với bộ bài vết thương nãy ngon á. Xúc tác là sao ta? Tăng 17 đam tất cả các thẻ khác mà tốn 3 điểm. Từ từ để tôi suy nghĩ đã. Nó lên 17 điểm luôn. Thì cái này ulti còn 65 phòng thủ, không ngon đâu. 50 65 tốn ngàn, chả mạnh hơn bao nhiêu cả. Còn cái lá này thì mình có nên nâng nó hay không? Mười bảy đam mà nó bút ba lá thì giống như mình xài ba lá đam thôi, thực sự không ngon. Nếu như nó giảm xuống còn hai thì tôi sẽ cân nhắc. Đi vài cái nữa là nâng được hai lá này à? Điên lần nó mấy ngàn điểm này lắm. Cái lá này thay được cái lá phòng thủ kia, thay được cái lá thủ này, chỉ là tốn thêm một hy sinh thôi. Tức là hai lá này đi với nhau 4 điểm thì nó nổ độc luôn hả? Không ngon. Tôi không biết là nó nổ cái lượng độc đó ra rồi thì cái độc đó vẫn còn không, hay là nó nổ độc xong rồi mất luôn cái độc đó. Nếu như mất luôn thì nó không ngon cho lắm. Tại vì tuần sau nó vẫn nổ bằng cái độc đó. Cái này phải thử qua mới biết được nó đáng nâng cấp hay không. Hiện tại thì nó chưa đâu. Rồi, hôm nay nghỉ tại đây thôi. Ok, bye bye anh em. Thì có thời gian tôi chơi tiếp cái cổng thứ ba coi nó là cái gì.